Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chan và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một trải bài chung với câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta, đó là sự thật là gì. Thì đối với cái chủ đề này, mình không có quy định bất kỳ một cái ý nghĩa nào hoặc là một cái lĩnh vực nào. Mình chỉ tập trung là xem thử xem khi mà mình trải bài lên thì liệu có một cái điều gì đó mà các bạn có thể chưa biết hoặc là các bạn hiểu lầm về cái tình huống đó hay không. Mình sẽ cố gắng mô tả là coi cái tình huống đó nó liên quan đến cái lĩnh vực nào hoặc là nó có những cái chi tiết gì. Nhìn chung thì đây là một cái trải bài có nội dung là tương đối là mở. Nó có thể không nhất định phải là trả lời cho cái câu hỏi mà bạn nghĩ đến khi mà bạn xem cái trải bài này. Ví dụ như có thể lúc mà bạn xem trải bài này, bạn có hỏi một câu hỏi tự bản thân mình hỏi là cái người A đó sự thật là họ có cái cảm xúc gì với mình. Thì có thể khi mà bạn hỏi câu đó, bạn chọn cái tụ bài á, thì cái tụ bài nó, một là nó cho được cái câu hỏi, hai á, có thể nó lại trả lời một cái vấn đề khác. Nó lại có thể nói về một cái người B nào đó mà cái sự thật về cái người B này có thể bạn chưa biết hoặc là bạn đã hiểu bị lầm. Cho nên thành ra hãy cứ đón nhận tụ bài một cách cởi mở. Đây là trải bài chung cho nên nó có thể không hoàn toàn đúng với tất cả các bạn. Hãy đón nhận những cái thông tin có liên quan. Nếu như một thông tin nào đó các bạn cảm thấy nó không có được khớp thì đó có thể là câu chuyện của người khác. Và đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Hãy đón nhận một cách có chọn lọc nha. Và ở đây như mọi khi thì mình đã chuẩn bị sẵn 4 tụ bài. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn một cái hình vẽ nha. Và thứ tự tụ đây là tụ thứ nhất. Mình sẽ để gần cho các bạn xem. Đây là tụ thứ nhất. Và đây là tụ thứ hai. Đây là tụ thứ ba. Và đây là tụ thứ tư. Ok, thứ tự một lần nữa là 1, 2, 3, 4. Các bạn hãy lựa chọn một cái hình ảnh nào mà các bạn cảm thấy thích, một cái tụ bài nào mà các bạn cảm thấy bị thu hút và chúng ta sẽ đón nhận câu trả lời đến cho mình nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn, ở tụ bài thứ nhất, các bạn đã lựa chọn cái hình ảnh này. Cái này giống như một cái hình ảnh đi xe bus ha, hoặc là tàu điện ngầm gì đó. Rồi mình sẽ để hình ở đây để mình chặn lại, sợ nó bay. Ok, mình sẽ để hình của các bạn ở đây ha. Chúng ta sẽ đến với một trải bài chung với câu hỏi đó là sự thật là gì. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem câu chuyện các bạn nha. Đối với các bạn ở cái tụ bài này á, thì mình cảm nhận như thế này. Ở đây mình cảm thấy là có hai cái câu chuyện. Mặc dù về tính chất thì nó cũng tương đối giống nhau, nhưng mà tình huống nó có thể nó có đôi chút khác biệt. Cho nên mình sẽ mô tả thử xem để coi các bạn có thể trùng khớp với cái trường hợp hoặc cái tình huống như thế nào ha. Ở câu chuyện thứ nhất á, thì mình thấy đây là một cái câu chuyện về việc là có thể bạn sinh ra lớn lên ở trong một cái môi trường mà những cái bước đi của các bạn á, những cái lựa chọn, những cái định hướng các bạn nó đã từ rất là lâu, các bạn đã có một cái khuôn mẫu rồi. Có thể cái này nó nằm ở khía cạnh là gia đình có một cái truyền thống nào đó, hoặc là trong nhà các bạn có một người anh, một người chị, một người em nào đó mà hai người có thể được đưa cho cùng phát triển cùng một lĩnh vực. Và trong cái khía cạnh này á, thì mình cảm thấy là nhìn chung trong cái cuộc sống các bạn á, các bạn có một cái đường đua. Và các bạn luôn luôn nằm trong một cái trạng thái là các bạn so sánh, các bạn ganh đua với người khác. Và cái này nó không chỉ đến từ cái áp lực của cái xã hội bên ngoài, hoặc là cha mẹ các bạn, gia đình các bạn, mà nó còn đến từ cái áp lực từ chính bản thân các bạn nữa. Cái này giống như kiểu là mình gọi cho nó dễ hiểu, là giống như kiểu mình bị tẩy não từ khi mà các bạn còn nhỏ về cái việc là các bạn phải đạt giải nhất ở trong cái môn đó, trong cái lĩnh vực đó thì các bạn mới có thể có giá trị. Cho nên thành ra ở đây á, mình cảm thấy ở đây là cái khía cạnh là các bạn
các bạn bị ép vào trong cái guồng quay đó, và đôi khi trong vô thức các bạn á, các bạn cũng cũng muốn là mình phải thắng như thế này thế kia. Nhưng mà thật ra mình thấy ở đây ha, là cái ước mơ thật sự các bạn nó không nằm ở khía cạnh này, có thể là nó nằm ở một cái lĩnh vực nào đó khác. Và cái trạng thái của các bạn khi mà các bạn ở trong cái môi trường này á, thật sự là nó không có được tốt. Vậy thì nếu ở đây có một cái sự thật nào đó nó phải phơi bày ra, là cái sự thật đó là cái việc các bạn đang cố gắng chạy đua, các bạn đang tự ám thị bản thân mình, các bạn đang tự thôi miên bản thân mình là mình hợp cái điều này mà, bởi vì tất cả mọi người đều hợp cái điều này, tất cả gia đình mình, bạn bè mình hay như thế nào đó đều theo cái này mà, đây là điều tốt. Nhưng mà thật ra các bạn không có thích cái điều này, và cái điều này nó không phù hợp với các bạn. Và mình thấy ở đây á, các bạn coi cái điều này là một cái gì đó nó các bạn phải như vậy, nghĩa là các bạn không thể còn con đường lựa chọn nào khác. Tuy nhiên ở đây có một cái sự thật nữa, đó là chúng ta có rất là nhiều con đường, chúng ta luôn luôn có thể lựa chọn lại. Mình vẫn có cảm giác ở đây á, là các bạn ở trong cái tụ bài này, các bạn chưa có đến cái mức độ mà gọi là quá trễ để chúng ta không thể bắt đầu lại. Và thật ra không có cái khái niệm quá trễ nó tồn tại. Bất kỳ lúc nào mà các bạn thôi ngưng trở thành cái người không phải chính bản thân các bạn á, mà các bạn trở để các bạn trở về với con người thật của mình á, thì cái thời điểm đó nó luôn luôn là thích hợp, không bao giờ có gọi là có trễ hết á. Và mình thấy á, các bạn có một cái tài năng nào đó, một cái khả năng hoặc là một cái giấc mơ nào đó ở bên trong các bạn. Tuy nhiên cái giấc mơ và cái tài năng này á, cái khả năng, cái việc này á, nó lại các bạn lại không có đón nhận nó với cái dáng vẻ đó, là đó là một phần của con người mình. Mà mình thấy đây các bạn tương đối sợ, cảm giác như là bởi vì như vậy thì các bạn sẽ trở nên dị biệt á. Cái này nó cũng có thể liên quan đến một vấn đề về giới tính chẳng hạn, nó cũng có thể nằm ở trong cái khía cạnh đó. Nhìn chung á, cái trường hợp chung ở đây là các bạn cố ép các bạn vào trong một cái khuôn nào đó mà cái khuôn đó nó không có hợp với các bạn, nó không có phải là các bạn. Nhưng mà các bạn cố gắng tự thôi miên mình, và các bạn ở đây á, nếu các bạn muốn bắt đầu lại, nếu các bạn muốn có một cái gì đó nó khác đi cho cái cuộc sống của mình, để các bạn thật sự là các bạn á, thì các bạn có đủ thời gian và có đủ cái sức lực để mà các bạn có thể làm được cái việc đó. Những lâu nay các bạn có thể các bạn đang ngủ quên, các bạn đã đắm chìm trong một cái việc gì đó sai, thì ngày hôm nay á, cái kho báu ở bên trong các bạn á, đang có cái cơ hội để được khai mở. Và thật ra nếu mà trong các bạn có một cái kho báu, có một cái gì đó để các bạn chia sẻ với thế giới này á, để các bạn thật sự là các bạn á, thì chắc chắn nó sẽ được khám phá, nó sẽ được chính các bạn bày tỏ đối với thế giới. Cái này là một cái điều rất là tự nhiên. Và hiện tại ha, mình thấy nếu mà các bạn cứ kiểu như là cú đấm ăn xôi á, kiểu cứ cố gắng đi theo con đường này, hy vọng nó là thế này thế kia á, thì mình thấy thứ nhất á, nếu mà các bạn mong chờ những cái giá trị về vật chất á, tiền bạc các kiểu này kia, thì mình thấy có thể có, nhưng mà gọi về thỏa mãn cái ý và lý tưởng á, thì mình thấy có khả năng là không, có khả năng là nó sẽ không có thỏa mãn được những cái lý tưởng, những cái gì gọi là thỏa mãn về cái cuộc sống, về cái mong muốn, cái mục đích của các bạn, thì mình thấy ở đây rất là khó. Mình không có lựa chọn nào trước, mà mình lựa chọn rất là ngẫu nhiên. Nhưng mà mình ở đây mình thấy thôi, giống như cái ở đây có cái lá bài này nè, giống như các bạn không phải lá bài, cái hình này nè, thì giống như đây các bạn sẽ thấy là tất cả những người này á, chỉ có cái nhân vật này mặc một cái áo khác màu thôi. Và đối với cá nhân mình á, là cái người này giống như là một cái người đặc biệt á, một cái người dị biệt á, nhưng mà bản thân cái người này á, là họ đang nhắm mắt lại, cho nên họ không có nhìn thấy được cái sự khác biệt, cái sự đặc biệt của họ, cho nên họ nghĩ là mình cũng như mọi người, họ cào bằng hết tất cả. Thì mình thấy đó là cái tình trạng hiện tại nó đang dính mà các bạn đang mắc phải. Và còn một cái trường hợp nữa mình thấy có thể ha, mặc dù cái trường hợp này thì mình không nghĩ là nó nhiều đâu, nhưng mà cái trường hợp thứ hai á là nó rơi vào cái khía cạnh á là một cái mối quan hệ. Thì mình muốn nói với các bạn cái sự thật á, là cái mối quan hệ này á, nó không có được phát triển một cách lành mạnh. Có nghĩa là mình cảm thấy á, nó là những cái sự ràng buộc nè, những cái sự bó buộc, một bên cố gắng kiểm soát bên còn lại, hoặc là hai bạn có những cái sự gút mắc nào đó, nó kết nối hai bạn nhưng mà nó không phải đi khía cạnh tình cảm. Nhìn chung thì mình thấy có những cái cảm giác là nó khó chịu và nó ngột ngạt ở trong cái mối quan hệ này. Và có thể là hai bạn thường xuyên có những cái sự cãi nhau, những cái sự gây gổ, hai bạn không có cùng một cái nhân sinh quan, thế giới quan, hoặc là thường xuyên rơi vào tình trạng im lặng, không có cái gì mà nó hoạt động trong mối quan hệ này hết á. Hoặc là bạn cũng có thể là nằm trong cái tình huống là cái người kia liên tục gây ra những cái sai lầm, xong bạn cứ phải tha thử thách những cái giới hạn của các bạn. Thì ở đây ha, mình thấy trong cái câu chuyện này á, thì cái sự thật là cái mối quan hệ này nó đang không có được lành mạnh, và nó đang đã có những cái cũng không hẳn gọi là rào cản, nhưng mà gọi là những cái nó ràng buộc, và nó không có
tốt cho cái sự phát triển tiếp theo của cả hai bạn, đặc biệt là của bạn. Cho nên cái mối quan hệ này á, mình nghĩ rằng một là các bạn còn phải làm việc lại với nó, cần phải có những cái sự thương lượng hoặc là những cái việc mà mình thỏa thuận với nhau về những cái mình nên không nên, những cái giá trị quan, những cái giá trị, những cái nhân sinh quan của mình. Còn thứ hai á, nếu mà các bạn cảm thấy quá khó khăn thì mình nghĩ các bạn nên dành một cái thời gian ở một mình để mình suy nghĩ kỹ xem là cái mối quan hệ này mình có thật sự cần nó cho cái sự phát triển của cá nhân mình hay không. Và cái sự thật á, mình nghĩ là các bạn biết cái sự thật này nó lồ lộ ngay trước mắt các bạn rồi, nhưng mà vì một cái lý do nào đó các bạn không có muốn chấp nhận, có thể vì đây là cái người các bạn gắn bó lâu hoặc là cái người này có một cái sự giúp đỡ gì đó trong cái cuộc sống các bạn, cho nên các bạn không có bỏ cái người này ra được. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy là về lâu về dài thì nếu các bạn không có sự cải thiện mối quan hệ này, nó sẽ đem đến rất là nhiều cái cảm giác không có được thoải mái. Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ nhất. Mình hy vọng là mang đến được những thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụ bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ hai nha. Xin chào các bạn ở tụ bài thứ hai. Các bạn đã lựa chọn cái hình ảnh này. Hình ảnh này giống như kiểu hẹn hò ha, nam một nữ đồ vẽ kiểu lãng mạn tinh tinh. Ok, mình sẽ để nó ở đây và chặn lại kiểu là nó bay ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi chung ngày hôm nay, đó là sự thật là gì. Hình ảnh lãng mạn thế này thì có thể là một câu chuyện tình chẳng hạn, cùng xem nha. Quả thật là mình có cái cảm giác về một cái câu chuyện tình ở trong cái trải bài này. Cho nên các bạn đợi mình một chút, mình sẽ rút thêm vài lá nữa để mình xem thử như thế nào. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói một số cái trường hợp khác đi. Đến khi mà có trường hợp mà mình nói về tình cảm thì mình sẽ để những cái lá bài tình cảm lên. Ở đây như thế này, thứ nhất á, cái trường hợp thứ nhất ha, mình nghĩ là do cái chủ đề nó mở quá cho nên thành ra là nó có nhiều cái trường hợp. Ok, trường hợp thứ nhất là các bạn, trường hợp này á hơi hơi giống với các bạn ở tụ bài thứ nhất, nhưng mà ở đây á có một cái điều khác á, nó hơi khác chút á. Cái là thứ nhất á, là mình thấy các bạn đang hơi bị cái kiểu giống như là các bạn không có biết được là đâu là cái gọi là cái gì. Các bạn không có biết được đâu là cái giới hạn của mình. Có nghĩa là có thể trong cái cuộc sống á, các bạn là một người rất là thích thỏa hiệp. Các bạn không có nói được, các bạn không thể nói không được, các bạn không biết cách nói không với người khác. Có thể là các bạn sẽ thường gặp những cái tình huống là người khác đẩy các bạn vào một cái trạng thái là các bạn phải làm cái điều các bạn không muốn, nhưng mà có thể là vì cả nể, vì vị nể, vì các bạn như thế này thế thế kia, cho nên các bạn không có lập ra một cái giới hạn rõ ràng, khiến cho những cái người khác có thể nhiều khi họ lợi dụng cái sự dễ dàng đó của các bạn, họ lợi dụng cái sự nhẹ dạ, không phải gọi là nhẹ dạ mà gọi là dễ dàng của các bạn á. Xong ở đây á, mình thấy là nhiều khi á, các bạn cũng bị ép chọn những cái việc mà các bạn không muốn. Nó có thể là một cái vấn đề rất là nhỏ, cái vấn đề đó nhỏ nó có thể đến mức là các bạn vào nhà hàng và một nhóm bạn đi, thì nhiều rất là nhiều người họ gọi một cái set A, nhưng mà bản thân bạn á, bạn lại thích cái set B. Nhưng mà ở đây thì ai ăn là người đó trả tiền mà đâu có vấn đề đâu, thì bạn có thể gọi cũng được mà đâu có sao. Nhưng mà không, các bạn lại không gọi, các bạn lại có cái kiểu giống như là các bạn theo số đông đi cho nó giống mọi người, hoặc là có thể là
Tất cả mọi người kêu nước ra thì bạn kêu đúng cái loại nước mà bạn thích. Bỗng nhiên có một người nào đó họ họ kêu một cái người bạn của các bạn, họ kêu cái loại nước họ không thích. Và bỗng nhiên họ nói là thôi bây giờ tôi với cậu đổi nhau đi. Cậu uống cái gì cũng được nhưng mà tôi uống cái này không được, thế này thế kia. Và bạn vì cả nể, vì những cái lý do này nọ nọ kia, các bạn cũng nhường cái phần đó dành cho cái người kia. Nó thậm chí nó còn có thể đi đến những cái vấn đề rất là lớn, ví dụ như kiểu như là bạn có một cái ước mơ nhưng mà cha mẹ bạn hoặc là anh chị em bạn nói là có một cái con đường này nè, ngày trước á ba hoặc mẹ hoặc anh hoặc chị đó không đi được, bây giờ con đi cái con đường này đi để thông qua con có thể là cho thực hiện ước mơ của mình, ví dụ chẳng hạn như vậy á. Có nghĩa là ở đây các bạn trong cái cuộc sống các bạn quá là dễ thỏa hiệp đi, các bạn không có cái giới hạn và các bạn thiếu quyết đoán. Cái sự thật á, là cái tính này của các bạn á, nó là một cái chứng minh cho cái việc là các bạn đang gọi là sao hơn, các bạn không có yêu bản thân mình, các bạn đang phản bội bản thân mình vì một cái lý do nào đó khác, vì một cái người khác. Và cái sự phản bội đó là cái sự phản bội lớn nhất ở trong cái cuộc sống này, trong cái thế giới này, là phản bội chính mình. Và các bạn cần phải kiên quyết hơn, các bạn cần phải quả quyết hơn, quyết đoán hơn, các bạn phải làm những cái gì mà nó xuất phát từ bên trong của các bạn, từ trái tim, từ nhiệt huyết các bạn. Nếu các bạn muốn điều đó, các bạn cứ thẳng thắn nói là mình muốn cái điều đó. Và thật sự ở đây ha, những cái gì mà nó giống như cả các bạn đang cái nền tảng của những cái quyết định của các bạn á, nó đang xây dựng dựa trên cái nỗi sợ, nó đang không có được bảo hộ bởi tình yêu, nó đang không có được bảo hộ bởi những cái tính đức tính cao hơn, hoặc là những cái tôi lớn hơn, cao cả hơn ở bên trong các bạn. Và ở đây ha, mình thấy á, là các bạn không có đi tìm, các bạn không có đi tìm chính bản thân mình, mà các bạn rất là dễ dàng thỏa mãn cho cái việc là người khác áp một cái nhãn lên trên các bạn. Và cái việc này nó hoàn toàn không tốt một chút nào hết. Nó có thể bắt nguồn từ hai lý do. Thứ nhất á, là các bạn dễ thỏa hiệp là nãy giờ chúng ta nói rồi ha. Cái thứ hai á, là vì các bạn đó giờ các bạn đã quen ở trong một cái khuôn khổ rồi, các bạn không có ra khỏi cái khuôn khổ đó, cho nên bây giờ khi mà bước ra với các bạn là một cái việc đó nó rất là ghê gớm. Và trong cả cái trường hợp này, dù bạn chỉ có một hoặc hai, cả hai tính tình này á, thì cái sự thật là bạn đã phải thay đổi. Đến lúc bạn đã thay đổi rồi, đến lúc bạn phải đưa ra những cái quyết định, những cái nhận định mà cho chính các bạn, phục vụ cho lợi ích của chính các bạn, đánh thức cái sức mạnh ở bên trong các bạn lên. Các bạn đang thiếu cái điều này, và khi mà các bạn thiếu cái sức mạnh bên trong đó, thì thường là các bạn khó có thể làm được một cái chuyện gì lắm. Mà cho dù các bạn có làm một cái điều gì đó đi chăng nữa thì nó cũng không có phục vụ cho cái mục đích, cái niềm vui và cái cuộc sống tốt đẹp của các bạn, tạm gọi nó như vậy đi. Và dần dần các bạn sẽ đánh mất cái danh tính của mình, các bạn sẽ đánh mất cái các bạn thật sự là ai. Đối với một số cái trường hợp khác á, thì mình thấy ở đây ha, có khả năng là cái chuyện là liên quan đến cái vấn đề tình cảm. Và mình có cái cảm giác là ở trong quá khứ á, các bạn đã từng có một cái mối quan hệ nào đó với một cái người nào đó khác, thì cái đối tượng này á, cái đối tượng quá khứ á, họ không có thật. Họ lợi dụng cái sự nhẹ dạ của các bạn, họ lợi dụng cái sự bao dung của các bạn, mà họ cứ lấn tới á, kiểu kiểu như là được voi rồi đòi hai bà trưng á, cái kiểu kiểu như vậy á. Cho nên thành ra các bạn đang có một cái vấn đề về cái việc là kết nối với người khác, vấn đề về niềm tin. Mặc dù cái tình cảm này ở đây mình thấy á, là một cái tình cảm xây dựng trên cái cơ sở là mình thấy tương đối là ổn. Cái tình cảm mới á, có một cái người mới nào đó họ tới với cuộc sống các bạn, và họ có thể họ offer một cái chuyện tình cảm, và cái đối tượng này á, họ chưa có một cái gì là quá chắc chắn hay như thế này thế kia đâu, nhưng mà mình thấy họ đang có những cái hành động ví dụ như là thả thính, mời các bạn đi ăn sương sương kiểu kiểu như vậy á, có thể là như vậy. Nói chung là nó rất là nhẹ nhàng thôi, chứ nó chưa có một cái gì mà quá ghê gớm đau tao bú lớn hết á. Cho nên mình thấy á, cái người mới này đến á là để nói cho các bạn cái bài học về cái việc là các bạn đã ổn với chính mình chưa, các bạn đã có thể học lại cái bài học về cái sự tin tưởng hay chưa, liệu các bạn có sẵn sàng mở lòng để đón nhận những cái điều mới tốt đẹp hơn hay chưa. Và mình thấy trong cái con người của các bạn á, mặc dù có thể các bạn nói là mình đã quên cái người cũ rồi, mình đã quên cái trải nghiệm cũ rồi, nhưng mà thật ra mình thấy là cái chuyện đó nó vẫn còn ở trong các bạn, và các bạn co mình lại, thu mình lại ở trong một cái vỏ giống như là một cái vòng tròn an toàn, giống như cái vòng mà tôn ngộ không vẽ xong để đường tăng ngồi chính giữa. Các bạn không có dám bước ra, các bạn không có dám đi tìm những cái điều mới, vì mình thấy là ở đây á, mặc dù
Có thể các bạn cứ hô hào là tôi ổn rồi, tôi ổn rồi, nhưng mà chúng ta không bao giờ có thể nói dối đón sáng tạo được. Chúng ta sẽ luôn luôn phô bày một cách trần trụi và chân thật trước mặt vũ trụ. Cho nên thành ra đây mình thấy đầu tiên các bạn còn phải làm là khoan vội nói đến cái người này đi. Các bạn còn làm là các bạn phải quét hết cái quá khứ đi. Các bạn phải dọn dẹp lại cái ngôi nhà trong trái tim các bạn. Các bạn phải có cái sự yêu thương bản thân mình nhiều hơn, xây dựng niềm tin, trước hết là niềm tin cho chính bản thân các bạn. Và các bạn cần phải bước ra ngoài cái vùng an toàn đi. Mình không nói là cái việc bước ra ngoài vùng an toàn nó chỉ liên quan đến cái việc các bạn quen người mới. Cái việc bước ra ngoài vùng an toàn này nó nằm rất là nhiều khía cạnh. Ví dụ như có thể là các bạn thử một cái loại thức uống, thức ăn nào đó mới mà đó cho các bạn chưa thử. Các bạn đến một cái nơi nào đó mà các bạn chưa từng đi. Các bạn làm một cái hành động nào đó, ví dụ như là đó giờ mình chưa leo núi thì giờ mình leo núi, hoặc là đó giờ mình chưa có đọc cái loại sách này thì giờ mình đọc. Các bạn làm một cái điều gì đó mới với chính cái con người các bạn, để các bạn có thể bước ra khỏi cái vùng an toàn của các bạn. Và các bạn nhận ra rằng ngoài kia có rất là nhiều thứ tốt đẹp. Và cái tình cảm này ha, một lần nữa mình có thể khẳng định với các bạn, cái tình cảm này là một cái tình cảm mà các bạn có thể, nó không có mang cái sự, nó không có mang cái sự lừa dối ở trong. Mặc dù phía sau cái sự phát triển tiếp theo của mối quan hệ thì nó còn là một cái điều ẩn số, nhưng mà hiện tại đến bây giờ thì mình thấy cái người này, cái động cơ họ đến là hoàn toàn là lành mạnh, ổn, không có vấn đề gì hết. Cho nên thành ra đây, nếu mà các bạn suy xét và thấy là bản thân mình cũng ok, có thêm một cái người bạn mới thì cũng tốt, cũng không có vấn đề gì, thì mình thấy các bạn có thể thử cho cái đối tượng này một cái cơ hội. Và đó là những cái gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ hai. Mình hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài. Hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ ba. Xin chào các bạn ở tụ bài thứ ba. Các bạn đã lựa chọn hình cái này giống như là một hô và bướm ở trong một khu rừng á. Và đây là, và cái loại tấm thiệp này nó sẽ phát quang nếu mà chúng ta để ở trong bóng tối. Bây giờ mình sẽ để nó ở đây ha. Câu hỏi chung ngày hôm nay đó là sự thật là gì? Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện các bạn nha. Đối với các bạn ở cái tụ bài này á, thì nói chung là mình thấy cũng hay á, bởi vì nãy giờ mình đã giải ba tụ rồi, và hầu như cái tụ nào mình cũng cảm thấy có nhan nhác cái bóng dáng của chính cái tấm hình mà các bạn chọn á, ở trong cái tụ bài đó. Và ở đây ha, mình thấy ha, giống như khi mà mình nhìn vào cái tấm thiệp này á, và nó mang lại cho mình một cái cảm giác như là các bạn đang lần mò trong cái đường hầm á. Nhưng mà cho dù ở bên trong, trong cái hoàn cảnh tăm tối nhất, trong cái hoàn cảnh mà nó khắc nghiệt nhất, các bạn vẫn không bao giờ quên được các bạn là ánh sáng, các bạn là tia sáng. Thì ở trong cái trải bài này á, đối với các bạn tụ này, thì mình thấy ở đây á, sự thật là gì? Sự thật của các bạn rất là đơn giản. Sự thật của các bạn là các bạn đang đi đúng đường rồi. Cho dù các bạn có đi cái con đường nào thì con đường đó đã đúng rồi. Và các bạn đã, mình cảm thấy là các bạn đã qua được cái giai đoạn khó khăn. Mình không có nói là phía trước là liệu có còn khó khăn nữa hay không, phía trước có còn như thế nào hay không, nhưng mà mình có thể nói là các bạn đã kết thúc một cái vòng, một cái circle, một cái vòng cũ rồi. Giống như là các bạn từ level 1 lên level 2 thì bây giờ các bạn đã lên được level 2 rồi. Đương nhiên chúng ta sẽ còn phải lên level 3, 4, 5, nhưng mà trước mắt á, cái chặng đường khó khăn mà các bạn vừa mới trải qua nó đã kết thúc rồi. Các bạn sẽ có được một cái khoảng thời gian để các bạn nghỉ ngơi, các bạn hồi phục về khía cạnh sức khỏe, các bạn hồi phục về khía cạnh là tinh thần, có một cái sự nghỉ ngơi cho mình. Với cái lá này ở đây á, cái lá này là lá chiến xa, thì cái lá này nó đặc biệt, nó liên quan đến một cái số vấn đề mà mình thấy có thể là các bạn coi là vấn đề về dạ dày của các bạn. Về dạ dày, về cái chế độ ăn uống của các bạn. Về cái lá này, mình có thể là trong cái khoảng thời gian trước là mình quá là tập trung cho công việc, mình quá là
Thức khuya dậy sớm chẳng hạn, hoặc là mình ăn uống nó không có được điều độ, thì mình thấy ở đây á, các bạn có thể cải thiện cái bữa ăn của mình, cải thiện cái sinh hoạt của mình để mình có được cái sức khỏe. Vì mình thấy phía trước ha, cái chặng đường phía trước á, nó sẽ còn nhiều cái điều để nó hứa hẹn cho các bạn phải chinh phục, cho các bạn phải tiếp tục để các bạn thực hiện cái hành trình mà mình trở về với chính bản thân mình. Cái tụ này thì mình thấy nó khá là đơn giản á, bởi vì mình có cảm giác các bạn là những cái người mà các bạn biết các bạn là ai, các bạn biết các bạn muốn gì, và bên trong cái trái tim của các bạn nó có một cái chiều sâu. Có thể á, là các bạn không có cần ai phải nói với các bạn là các bạn nên như vậy, các bạn như thế này, nên như thế kia. Các bạn đã biết hết hầu như nhiều thứ, rất là nhiều thứ, có thể là về những cái lý thuyết nào, những cái vụ về vũ trụ, về những cái quy luật trên cái cuộc sống này, các bạn có thể là các bạn không cần những cái điều đó nữa. Nhưng mà cái điều các bạn cần ở đây á, mình có cảm giác giống như là các bạn cần một cái lời cổ vũ á, kiểu như là ok, các bạn làm tốt lắm, các bạn cứ tiếp tục tiến lên. Các bạn cần một cái lời cổ vũ, một cái người mà người đó biết, người đó hiểu là các bạn khó khăn. Tôi hiểu, tôi nhìn nhận được cái sự khó khăn của cậu và tôi trân trọng những cái công sức đó của cậu. Các bạn cần một cái nhân vật giống như vậy á. Và mình thấy ở đây ha, với cái trải này á, thì mình thấy ở đây các bạn có khả năng rất là lớn các bạn sẽ gặp được một cái nhân vật đó. Có một người bạn nào đó, một người tri kỷ nào đó, họ đang đến trong cái cuộc sống các bạn. Và cái người này thì đương nhiên cái tầm vóc của họ nó cũng phải ngang bằng với các bạn, bởi vì đây là một cái người các bạn thu hút về phía các bạn vì cái năng lượng tốt đẹp mà các bạn đang tỏa ra. Và cái đối tượng này á, họ có thể họ có chung một cái nhân sinh quan với các bạn, hoặc là họ có chung một cái đích đến với các bạn trên cái hành trình. Chung mục đích đến có thể là kiểu như các bạn có thể cùng hoạt động trong một lĩnh vực, cùng công ty, cùng lớp học chẳng hạn. Chứ mỗi người thì có một cái đích đến khác nhau rồi. Và có thể hiện tại ha, mọi thứ á, nó vẫn rất là khó khăn, kiểu như nó như thế này như thế kia, các bạn cảm giác là mọi thứ nó chưa có hoàn toàn rơi khớp đúng vào cái vị trí mà đáng lẽ nó còn phải rơi vào. Tuy nhiên ở đây á, vẫn phải nói đó là mọi thứ nó không có như các bạn thấy đâu. Có một cái khoảng trễ, một cái độ delay nhất định trong cái việc mà cái dòng năng lượng của chúng ta thay đổi cái thực tại này. Cho nên thành ra mình thấy ở đây á, về cái mặt năng lượng á, về những cái tương lai á, thì các bạn đã xong rồi, các bạn đã xong cái giai đoạn khó khăn này rồi. Các bạn không có cần phải lo lắng nữa. Mọi thứ nó không có giống như nó thể hiện đâu, nó tốt đẹp hơn rất là nhiều. Và mục đích ở đây á, các bạn phải giữ vững cái con đường của mình, các bạn phải giữ vững cái hành trình của mình. Và ở đây ha, nó có nhiều cái yếu tố nó nói rằng á, các bạn đừng có nghĩ rằng mình bị vũ trụ bỏ rơi, hay là mình bị ghét bỏ như thế này thế kia. Ở đây có một việc cho thấy á, là tất cả những cái thứ nó xảy ra với các bạn nó vẫn đang đúng với những kế hoạch, gọi là đúng kế hoạch đi, nó đang đúng với kế hoạch và nó là những cái gì định mệnh của các bạn. Và cái định mệnh ở đây á, nó mang cái ý nghĩa là điều đó dù tốt dù xấu thì cái điều đó cũng đang hoàn thành cái vai trò là nghiệp quả cho các bạn. Có thể các bạn gặp nhiều cái thử thách, nhiều khi chúng ta có những cái khó khăn hơn, thì những cái khó khăn này á, thứ nhất là nó mang cái tính thử thách để cho các bạn coi cái độ cam kết với cái điều mà các bạn ước muốn. Cái thứ hai là nó là một số những cái nhân quả của các bạn trong cái cuộc sống, và các bạn phải trả lại cái con nhân quả đó để cho nó cán cân, nó cân bằng. Và ở đây ha, các bạn trong bất kỳ cái tình huống nào, các bạn đừng quên các bạn là ánh sáng, các bạn có cái sức mạnh để các bạn có thể xoay chuyển được những cái điều trong cuộc sống, bắt nguồn từ một cái góc nhìn nó lạc quan, nó cởi mở. Và mình thấy các bạn đang làm rất là tốt, cho dù cái hoàn cảnh có thể nó không có được trơn tru lắm, nhưng mà các bạn rất là tốt, các bạn sẽ giành chiến thắng và các bạn đã sẵn sàng cho một cái hành trình tiếp theo. Và với cái trải bài này á, thì mình có thể nói là mình chúc các bạn hành trình tiếp theo á sẽ có nhiều cái thuận lợi và nhiều cái thành công hơn. Và bởi vì đơn giản là cái hành trình cũ dù đau khổ thế nào nó cũng đã chấm dứt rồi, dù các bạn có nhận thấy cái điều đó hay không thì mọi thứ nó vẫn đang tiến triển rất là tốt. Chúc mừng các bạn. Ok, và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ ba. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài cuối cùng, tụ bài thứ tư. Xin chào các bạn ở tụ bài thứ tư. Đây là một trải bài chung với câu hỏi đó là sự thật là gì? Các bạn đã lựa chọn cái hình ảnh này. Hình ảnh này giống như là một cái góc phố mà thời xưa. Mình nghĩ chắc là có thể là Hội An chẳng hạn. Ok, mình sẽ để nó ở đây.
và mình sẽ cùng xem cái câu chuyện của các bạn là gì nha. Đối với các bạn trong cái trải bài này á, thì mình thấy là các bạn sự thật là gì hả? Sự thật là các bạn đang bị stress quá, các bạn đang bị lo lắng quá mức. Ở đây á, mình thấy giống như có thể là các bạn có thể là các bạn là những người mới tham gia một kỳ thi nào đó đi, một người mới tham gia một cái cuộc khảo sát nào đó, thi thố nào đó chẳng hạn, và các bạn không có cảm thấy tự tin lắm với cái phần trình bày của mình. Các bạn không có tự tin lắm với những cái gì mà các bạn đã làm, hoặc là kiểu giống như các bạn trình lên một cái kế hoạch, nhưng mà sau khi trình lên thì các bạn mới phát hiện là có rất là nhiều người làm cái kế hoạch đó chung với các bạn và chỉ có một mình các bạn một con đường, xong các bạn hoảng loạn kiểu tại sao tôi lại khác loại như vậy, kiểu vậy á. Nhưng mà thật ra cái thông điệp cái tụ này á, mình thấy nó cũng khá là tương đối là đơn giản và nhất quán. Nó nằm ở một khía cạnh đó là các bạn đừng có lo lắng, mọi thứ nó đang khá là tốt, và mình thấy là cái nguồn năng lượng của các bạn á, nó đang hơi hơi bị quá lên á, hơi bị quá lên, nó đang nghĩa là hơi bị tiêu cực quá. Lý do vì sao, lý do ở đây á là bởi vì các bạn đang thiếu cái sự tự tin vào bản thân mình, các bạn thiếu cái niềm tin vào cái việc mà các bạn có thể và cái khả năng của mình. Và có thể đôi khi các bạn cũng là một cái người mà nhìn chung là các bạn bị overthinking đó, các bạn nghĩ nhiều quá, và những cái ý nghĩ đó thì nó là những cái thứ khiến cho các bạn bị sao nhãng, bị kéo ra khỏi cái sự bình yên trong cái cuộc sống các bạn. Và cái hành trình của các bạn á, nó vẫn đang tiếp tục, các bạn đừng có lo lắng, nó chỉ đang có một cái khoảng nghỉ. Tới thời hiện tại á, mọi việc nó không có gì xảy ra hết, nó rất là yên ắng, các bạn cảm thấy yên, các bạn cảm thấy là tại sao cảm giác giống như là tất cả mọi thứ trên đời này nó đều hoạt động, tất cả mọi người đều tiến lên mà tôi lại đứng yên ở đây. Tại sao cái việc của mình, tại sao cái quá trình của mình nó không có gì mà nó chảy hết, để nó chuyển động, nó hoạt động hết vậy? Và các bạn hoài nghi là ủa liệu cái lời cầu nguyện của mình có đến được với vũ trụ hay không, liệu vũ trụ có đang theo mình không, hay là thật ra vũ trụ đã ngắt kết nối với mình rồi, vân vân và vân vân á. Thì câu trả lời ở đây của mình thôi là ở đây á, thật ra vũ trụ luôn luôn ở bên cạnh các bạn, và các bạn còn đang được bảo vệ bởi những thiên thần, những tổ tiên, hoặc là tất cả bất kỳ một cái thế lực thần thánh nào mà các bạn muốn gọi tên với cái đức tin của các bạn. Họ đang ở đây, họ đang bảo vệ các bạn. Bảo vệ được các bạn khỏi cái gì? Bảo vệ các bạn khỏi cái nguồn năng lượng xấu mà các bạn vô tình phát ra do những cái sự overthinking của các bạn á. Những cái nguồn năng lượng đó có thể nó kéo đến những cái trải nghiệm nó cũng không có tốt đẹp, và họ đang cố gắng bảo vệ các bạn khỏi những cái chuyện đó. Mình thấy ở đây á, cái quá trình tạm nghỉ này á, nó mang cái tính là thứ nhất nó giúp cho các bạn kết nối lại với cái con người bên trong các bạn, giúp các bạn bớt đi cái sự mà những cái tiếng nói ở trong đầu các bạn á, nó sẽ giúp các bạn bớt đi những cái chuyện đó. Và cái thứ hai á, là các bạn có một cái vết thương, một cái tổn thương nào đó trong quá khứ, và các bạn cần cái thời gian để các bạn chữa lành trước khi các bạn bắt đầu một cái hành trình mới, trước khi các bạn có một cái khởi đầu mới. Đây là một cái vấn đề cần thiết. Cái khởi đầu mới là chắc chắn tới, mình có thể khẳng định là chắc chắn tới. Những cái gì mà các bạn đang mong á, sẽ tới, nhưng mà nó là có một cái khoảng delay, lý do là như mình đã nói. Và vì sao thì mình cũng cũng đã nói các bạn là cần phải tĩnh tâm, phải phải giữ được cái sự bình tĩnh và bớt đi những cái tiếng nói do ego các bạn nó tạo ra. Ego giống như các bạn cứ tưởng tượng là một cái thứ mà thường xuyên sẽ kéo các bạn xuống những cái ý nghĩ tiêu cực, giữ các bạn trong cái vùng an toàn, không cho các bạn tiến ra khám phá và đi tìm chính bản thân các bạn. Đây là một cái khoảng thời gian rất là tốt, mình thấy là năng lượng healing nó đang chảy ở bên trong các bạn, giúp cho các bạn chữa lành những cái tổn thương hoặc là những cái khúc mắc nào đó trong quá khứ, trong cuộc sống các bạn. Cho nên lời khuyên của mình đó là các bạn hãy tận dụng cái khoảng thời gian này đi. Đây là khoảng thời gian vàng ngọc. Không phải lúc nào chúng ta cũng có cái thời gian mà những cái nguồn năng lượng ở bên trên, những cái nguồn năng lượng vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta đẩy nhanh cái hành trình mà chúng ta phát triển cá nhân mình. Và mình thấy á, có một cái vấn đề nữa các bạn còn phải cố gắng cải thiện, đó là về sự tự tin. Về cái sự tự tin ở bên trong các bạn, mình cảm thấy nó khá là lung lay á. Và có thể các bạn
nó đến mức độ mà đôi khi các bạn không có dám nói lên cái sự thật, không có dám sống cho sự thật của mình, thì đó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là các bạn đang không có yêu thương bản thân mình đủ và các bạn có những cái việc các bạn cần cải thiện. Và mình thấy ở đây ha, nếu mà các bạn trong cái hành trình các bạn có phạm một cái sai lầm nào đó thì cũng không sao. Ví dụ như mình không biết thì mình làm sai, hoặc là mình không có kinh nghiệm thì mình làm sai cũng được. Các bạn vẫn còn đang rất là non trẻ trong cái nhìn của vũ trụ, có nghĩa là các bạn mới bắt đầu cái hành trình của mình thôi, các bạn còn rất là nhiều cái điều phải học, nhiều cái điều mà các bạn cần phải cải thiện. Cho nên các bạn phạm sai lầm nó cũng là một điều bình thường, miễn sao các bạn sửa chữa được từ cái sai lầm đó, các bạn biết các bạn cần phải học cái bài học gì, thế là đã ổn rồi. Hãy cứ giữ mọi thứ nó đơn giản, đừng có phức tạp hóa mọi thứ, đừng có nghĩ quá nhiều mọi thứ. Nếu mà các bạn có trong cái trường hợp mà một cái cuộc thi thố này kia thì nghĩa là các bạn cũng đã thi rồi, các bạn cũng đã thể hiện rồi, các bạn đã cố hết sức rồi, thì bây giờ cái việc của các bạn là nghỉ ngơi hồi sức để chuẩn bị cho những cái hành trình tiếp theo. Việc các bạn lo lắng lên nó chỉ khiến các bạn càng thêm rối và càng thêm khó chịu thôi, chứ nó cũng không có thay đổi được cái sự thật gì. Cho nên chúng ta hãy hướng đến một cái khía cạnh lạc quan và tích cực hơn ha. Và đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ tư. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Tạm biệt.